Nếu không vì tiền, Sanchez đã chẳng tới MU. Tại sao Alexis Sanchez lại tới MU thay vì Man City? Chỉ có một câu trả lời duy nhất, vì tiền. Anh ta đang làm rất tốt việc tận dụng tài năng để thu về nhiều tiền nhất có thể. Trong con mắt các cổ động viên Arsenal, Alexis Sanchez đích thị là một kẻ tham tiền. Anh ta liên tục từ chối đề nghị gia hạn hợp đồng và nhấn mạnh, sẽ chỉ ký nếu nhận 400.000 bảng mỗi tuần, số tiền vượt xa mức lương cao nhất Mesut Ozil, 140.000 bảng và gấp 5 lần mức bình quân của câu lạc bộ, 77.000 bảng trên cầu thủ. Tuy nhiên vào thời điểm đó, hoàn toàn có thể cảm thông cho Sanchez. Trong bối cảnh lạm phát tiền lương, với một cầu thủ 35 tuổi như Ibrahimovic nhận tới 367.000 bảng mỗi tuần ở MU mùa trước, một phần vì Ibra chuyển nhượng theo dạng tự do, không mất phí chuyển nhượng nên được đãi ngộ cao. Hay thủ môn là De Gea cũng hưởng 200.000 bảng, đòi hỏi của ngôi sao người Chile hoàn toàn chính đáng. Khi mùa giải 2016-2017 kết thúc, không ai ở ngoại hạng Anh xuất sắc hơn Sanchez. 51 trận đã chơi, anh ghi dấu ấn ở 49 bàn thắng, 30 bàn và 19 kiến tạo. Một con số khổng lồ. Cũng không ai đặt câu hỏi về tầm quan trọng của tiền đạo 29 tuổi tại Arsenal. Nó đã quá rõ ràng. Vậy mà thu nhập của anh ta chỉ đứng thứ 20 ở xứ sương mù, 130.000 bảng. Bằng với lúc so, hậu vệ chỉ ra sân 443 phút tại giải đấu hàng đầu nước Anh mùa này, đồng thời thấp hơn Mkhitaryan, 140.000 bảng. Người thậm chí không xứng đáng dự bị ở MU theo lời Mourinho. Rồi khi mùa đông tới, hầu hết đều chắc chắn Sanchez sẽ tới Man City, nơi anh sẽ được chơi thứ bóng đá đầy hứng khởi của ông thầy cũ Pep Guardiola và cải thiện lớn về mặt thu nhập. Nhưng tất cả bỗng té ngửa, Sanchez đột ngột chuyển hướng và thẳng tiến tới MU. Đằng sau sự kiện này không gì khác, là tiền. Man City buộc phải rút lui vì đòi hỏi của Sanchez vượt quá những gì họ hình dung. Tại Etihad, mức lương cao nhất Sergio Aguero và Yaya Toure cũng chỉ 220.000 bảng, trong khi anh ta muốn gấp rưỡi, 350.000 bảng. MU thì khác, theo thông tin từ Daily Mail, Sanchez sẽ trở thành cầu thủ có thu nhập cao nhất lịch sử ngoại hạng Anh với 450.000 bảng mỗi tuần, bao gồm 100.000 bảng trên tuần tiền bản quyền hình ảnh. Không chỉ vậy, con số này còn cao hơn cả lương Ronaldo, 365.000 bảng. Chỉ kém Neymar, 537.000 bảng và Messi, 500.000 bảng trên bình diện thế giới. Đó còn chưa kể khoản lót tay. Lên tới 30 triệu bảng trong 4 năm hợp đồng. Thật khó tin và khiên cưỡng nếu nói rằng, Sanchez tới Old Trafford không phải vì tiền. Tất cả đều nhớ rõ anh ta mong muốn khoác áo Man City thế nào và nóng lòng tái hợp Guardiola ra sao. Man City rõ ràng phù hợp với phong cách của Sanchez nhất, chứ không phải chủ nghĩa thực dụng của Mourinho. Hơn nữa, đến Etihad thời điểm này, gần như anh sẽ bỏ túi danh hiệu vô địch ngoại hạng Anh, chưa kể khả năng thành công ở các mặt trận khác, như FA Cup, League Cup và Champions Cup cũng rất sáng. Nhưng không, ngôi sao 29 tuổi đã bỏ qua những điều tốt đẹp này và dấn thân vào một hành trình nhiều rủi ro. Riêng với các cổ động viên MU thì sao cũng được, chẳng phải tiền cũng là sợi dây liên kết giữa Messi và Barca đó sao, để đổi lấy lòng trung thành của siêu sao người Argentina. Đội bóng xứ Catalan đã phải 6 lần tăng lương trong 11 năm qua, giữ thu nhập của anh ta luôn ở mức cao nhất thế giới. Vậy thì việc Sanchez đi theo tiếng gọi đồng tiền cũng không có gì phải hổ thẹn. Các Manusian sẽ chào đón Sanchez nồng nhiệt, sau đó quên đi hóa đơn tiền lương chót vót nếu tiền đạo người Chile xứng đáng với nó, cũng như xứng đáng với chiếc áo số 7 huyền thoại. Trắng tay vì đầu tư tiền ảo. Giá các đồng tiền ảo là dốc không phanh. Có loại mất hơn 90% giá trị chỉ trong vài ngày, đẩy hàng loạt nhà đầu tư vào cảnh gần như mất trắng chỉ qua một đêm. Điển hình nhất, đồng Bitcoiner, biểu tượng cho thị trường tiền ảo đã giảm 5.000 đến hơn 7.000 USD, tương ứng giảm hơn 36%, còn khoảng 11.000 USD mỗi Bitcoiner, có thời điểm giá xuống 9.400 USD. Chỉ chưa đầy một tháng trước, giá Bitcoiner vẫn duy trì ở mức 20.089 USD mỗi Bitcoiner. Tính chung chỉ trong vòng một tháng, đồng tiền ảo này đã bay khoảng 50% giá trị. Đáng nói là thời điểm Bitcoin tăng giá vùn vụt đã lôi kéo hàng ngàn, hàng vạn nhà đầu tư đổ tiền vào đây. Nên việc lao dốc của đồng tiền ảo này cũng đẩy một loạt các nhà đầu cơ vào cảnh túi rỗng, nợ nần. 10 ngày, bay 300 tỷ USD. Không chỉ Bitcoin, cơn bão mất giá hiện cuốn hầu hết các đồng tiền ảo trong trận cuồng phong chưa có dấu hiệu lắng dịu. Đồng ETHUM
chỉ đứng sau Bitcoin, cũng đã giảm 290 USD, tương đương 23%, còn 970 USD mỗi Ethereum. Đồng tiền thứ ba vừa mới nổi gần đây, được đánh giá là ngôi sao, đang lên với tên gọi Ripple, có mức giảm từ 3,36 USD xuống còn 1,33 USD, có thời điểm chỉ còn 0,89 USD mỗi Ripple, tương ứng mức giảm trên 55%. Cơn bão giảm giá quét giá trị vốn hóa của hơn 1.400 loại tiền trên sàn CoinMarketCap bay khoảng 300 tỷ USD chỉ trong vòng 10 ngày qua. Nguyên nhân gây ra địa chấn trên thị trường tiền ảo bắt đầu vào ngày 17 tháng 1, khi ban điều hành Bitconnect BCC, được xem là cha đẻ của mô hình ủy thác đầu tư và môi giới đa cấp, công bố dừng ủy thác đầu tư. Lý do là những thông tin xấu liên tục đã làm cho các thành viên cộng đồng không thoải mái và tạo ra sự thiếu tự tin trong nền tảng này. Bitconnect đã nhận được hai lá thư phong tỏa từ Ủy ban Chứng khoán Texas và Bộ trưởng Bộ Tài chính Bắc Carolina. Những hành động này đã trở thành một trở ngại cho sự tiếp tục hợp pháp của nền tảng, Bitconnect thông báo. Một lý do nữa là lực lượng bên ngoài đã thực hiện các cuộc tấn công DDo trên nền tảng nhiều lần và cảnh báo việc tấn công còn tiếp tục, khiến cho nền tảng không ổn định và tạo ra sự hoảng loạn hơn trong cộng đồng. Ban điều hành Bitconnect trả lại nhà đầu tư các khoản vay với mức giá quy đổi ra BCC là 363,62 USD mỗi BCC. Thông tin này ngay tức thì khiến giá BCC rơi tự do từ mức 331 USD xuống còn 5,7 USD chỉ trong ngày 17 tháng 1, tức giảm hơn 98%. Với mức giá này, tài khoản của các nhà đầu tư BCC bị bão quét mất gần hết khiến họ trở nên điên loạn. Tài khoản bút hơi 30-90%. Cơn địa chấn tiền ảo trên thế giới tác động mạnh vào giới đầu tư tiền ảo trong nước. Chưa bao giờ đầu tư tiền ảo nóng như thời gian qua. Nó lôi kéo hàng loạt người tham gia bất kể tuổi tác, trình độ, thành thị hay nông thôn, có tiền hay đi vay. Đặc biệt ở Việt Nam, những biến tướng của tiền ảo là vô cùng rủi ro. Ngoài việc đầu tư chờ giá lên, anh chênh lệch thì còn ủy thác đầu tư hưởng lãi suất cao. Bitcoin tăng giá cao thì đầu tư vào các đồng tiền ảo khác, thậm chí có nhiều loại tiền ảo do người Việt tự chế cũng được đưa lên các sàn giao dịch huy động vốn và tất cả đều tăng giá vùn vụt. Nhà đầu tư lao vào tiền ảo với kỳ vọng đổi đời bởi những sự tích về việc trở thành triệu phú đô la nhờ đầu tư tiền ảo được kể khắp các diễn đàn. Thế nên, việc lao dốc không phanh của các đồng tiền ảo cũng kéo theo một loạt nhà đầu tư rơi vào cảnh mất trắng. Vẫn chưa hết vẻ thất thần, ông Tuấn, một nhà đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh, kể xem như mất trắng số tiền đầu tư vào BCC. Khoản đầu tư gần nhất là ngày 12 tháng 1. Ông bỏ ra 5.000 USD vào BCC, thế nhưng với mức giá Bitconnect quy đổi 363,62 USD khi dừng ủy thác đầu tư, số lượng BCC mà ông Tuấn nhận được chưa đến 14 BCC. Nếu tính BCC ở giá 20 USD, số tiền mà ông Tuấn nhận được chỉ còn 280 USD. Chỉ mới mấy ngày mà mất hơn 4.500 USD, cay đắng quá bởi số tiền này tôi đi vay. Ông Tuấn chua chát lắc đầu, nhưng hố đen chưa dừng lại. Khi hôm qua, 18 tháng 1, ông Tuấn nhận được thông báo từ Bitconnect là do nhà đầu tư đồng loạt bán ra BCC dẫn đến giá tiếp tục giảm. Nói ngắn gọn là khoản đó đã bay hết, chưa kể các khoản đầu tư trước đó. Ông Tuấn thở dài. Có thâm niên nhiều năm đầu tư vào tiền ảo nhưng nhà đầu tư tên Tony, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh cũng không thể ngờ chỉ trong vài ngày, tài khoản đầu tư vào các loại tiền ảo của ông đã mất 30-40%. Một số bạn tôi đầu tư theo hình thức ủy thác còn thiệt hại nặng hơn, mất 50-80%. Khi đầu tàu mô hình ủy thác đầu tư BCC sụp đổ sẽ kéo theo các loại tiền ảo ủy thác đầu tư khác cũng ảnh hưởng nặng nề. Ông Tony nói và dẫn chứng trường hợp nhà đầu tư nữ tên Hoa do không thể lấy lại được 4-5 tỷ đồng đầu tư vào đồng Ipan theo hình thức ủy thác đầu tư hưởng lãi suất cao 48% trên tháng, khiến gia đình tan vỡ. Chị ấy bán nhà để tham gia Ipan, nay thì tiền không lấy được. Tony kể, các nhà đầu tư mà chúng tôi gặp cho biết, đợt lao dốc này cuốn theo hàng ngàn, hàng vạn nhà đầu tư bị trắng tay. Đặc biệt, những nhà đầu tư tham gia ở thời điểm các đồng tiền ảo đang trong chu kỳ tăng thẳng đứng 1-2 tháng trước đây thì thiệt hại còn khủng khiếp hơn, vì rất nhiều người đi vay mượn tiền đổ vào tiền ảo và giờ thì vốn mất mà lãi vay vẫn treo trên đầu. Rủi ro bắt đáy. Mặc dù sáng 18 tháng 1 giá các đồng tiền ảo trên sàn CoinMarketCap hồi phục chút ít khi lực mua bắt đáy giá rẻ xuất hiện, tâm lý bắt đáy cũng xuất hiện ở nhiều nhà đầu tư trong nước. Chị Tâm, quận 7,
thành phố Hồ Chí Minh từng mua Bitcoin với giá 400 triệu đồng trên Bitcoin đã quyết định mua thêm Bitcoin khi thấy giá đồng tiền này xuống 270 triệu đồng trên Bitcoin để cân bằng giá. Đến chiều 18 tháng 1, xu hướng giảm của Bitcoin lại xuất hiện khiến chị hoang mang. Nếu mất thêm lần này nữa, tôi chỉ còn nước bỏ trốn, chị này nói. Theo ông Tony, giá Bitcoin hiện vẫn đang nằm trong xu hướng giảm. Khi giá giảm mạnh rồi tăng trở lại là cái bẫy đánh vào lòng tham bắt đáy của các nhà đầu tư. Đáng lo ngại, tiền ảo thời gian qua thu hút khá nhiều giới trẻ, bà nội trợ, người hưu trí tham gia, nhưng thị trường này thật sự không dành cho họ khi rủi ro, thậm chí sự lừa đảo ở mức rất cao. Tôi biết rất nhiều nhà đầu tư là nạn nhân của trò ủy thác đầu tư lừa đảo, mất hàng tỷ đồng nhưng không dám tố cáo vì sợ chính mình cũng đang vi phạm pháp luật. Đồng thời không tìm được hình nhân thế mạng nếu đồng tiền đó sụp đổ và quay qua gỡ gạc ở những đồng tiền khác, ông Tony tiết lộ. Chuyên gia Phan Dũng Khánh nhận xét sự việc BCC đột ngột dừng ủy thác đầu tư dẫn đến giá hàng loạt tiền ảo giảm mạnh, cho thấy thị trường này thật sự là ảo. Đó là hồi chuông cảnh báo việc đầu tư vào tiền ảo đầy rủi ro, nhất là những đồng tiền thực hiện hình thức ủy thác đầu tư. Bitconnect dừng ủy thác đầu tư chỉ là sớm hay muộn thôi. Vì nó là hình thức lấy tiền người sau trả cho người trước chứ kinh doanh gì mà lại trả cho nhà đầu tư lên 40-50%. Ông Dũng phân tích và cho biết một người bạn của ông cầm xe để đổ tiền vào thị trường này, nay đang bỏ trốn vì không có tiền trả nợ. Các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh bên dưới để có thể cập nhật những tin tức nóng hổi mới nhất nhé.